Trong các ngày 19-20 tháng 11, nhiều thế hệ học trò và rất đông Phật tử đã đến với Đại Bảo Tháp Mạn Đà La Tây Thiên, tỉnh Vĩnh Phúc, tham dự vào chuỗi hoạt động vi nhiễu Tháp Kora Stupa, tri ân thầy cô và Đại Đàn Cầu An Pháp Hội Dược Sư với chủ đề Công Cha Nghĩa Mẹ, ơn thầy. Ngay từ sớm ngày 19 tháng 11, trong tiết trời thu dịu nắng, các em học sinh, sinh viên và cả những cô bác cao tuổi với tâm thế hào hứng vui tươi đã vân tập tại đường nhiễu vi nhiễu ngũ sắc bao quanh Đại Bảo Tháp Mạn Đà La Tây Thiên. Đúng 8 giờ sáng sau lễ khai mạc, dưới sự hướng đạo của chư ni Đại Bảo Tháp, tất cả thành viên tham dự sắp thành hàng dài cùng thành kính dâng biểu tượng tôn sư trọng đạo, hiếu học kính thầy. Trong niềm tri ân bậc thầy hướng đạo giáo pháp và công ơn thầy cô giáo nhà trường, đoàn Phật tử cùng thực hiện nghi lễ ba vòng nhiễu tháp trên nền nhạc thiền chân ngôn lục tự đại minh, chân ngôn Đức Phật Quan Âm. Cô Vũ Thị Thu, 70 tuổi, đến từ Hà Nội cho biết: mình phát tâm mình vi nhiễu bảo tháp để lấy bao nhiêu công đức để hồi hướng lên các bậc thầy được trường thọ dài lâu, để Phật pháp trường tồn, các thầy độ hết cho tất cả các chúng sinh đang còn chưa biết đến Phật pháp. Nhóm Phật tử trẻ Hà Nội Vĩnh Phúc cho hay, cảm hứng tu tập của các bạn đến từ những thời pháp được nghe giảng về lòng từ bi và trí tuệ. Trong quan kiến đạo Phật, lòng từ bi và trí tuệ là hai đôi cánh nâng dắt mỗi chúng ta đến với hạnh phúc chân thật. Khi chứng nghiệm hạnh phúc, cũng chính là lúc mỗi chúng ta ban trải tình yêu thương và lòng tri ân với vạn loài. Nhiều Phật tử thành phố Hồ Chí Minh đã vượt hơn 2.000 cây số hành hương về Bảo Tháp Tây Thiên thực hành nhiễu tháp, tam bộ nhất bái và chuyên tu đàn dược sư cầu an. Chị Trịnh Thị Thanh Thủy cho biết rất thích hành hương về Bảo Tháp. Hôm nay chị đến Đại Bảo Tháp để tự tham gia. Thứ nhất là chị để chị được đi nhiễu tháp. Cái thứ hai là chị được tham gia tam bộ nhất bái. Lần đi nhiễu tháp có rất là có nhiều lợi ích, nhưng mà đặc biệt là đầu tiên là đi nhiễu tháp. Thứ nhất là mình không đọa vào ba đường ác và mình được tái sinh vào các cõi lành. Và đặc biệt là khi đi nhiễu tháp này thì chị sẽ rất là muốn, vì ngày mai là ngày 20 tháng 1, chị hồi hướng công đức để đến thượng sư và bậc thầy của chị. Nhiễu tháp Kora Stupa diễn ra trên chính năm đường vi nhiễu bao quanh Đại Bảo Tháp Mạn Đà La Tây Thiên. Năm đường nhiễu ngũ sắc, năm màu vàng, trắng, đỏ, xanh lục, xanh dương, từ trong ra ngoài, nêu biểu cho các đại, địa, thủy, hỏa, phong và không đại, là sự hòa hợp của tự nhiên, của quy luật vũ trụ, tạo nên sự bình an thịnh vượng cho con người và môi sinh. Trong khuôn khổ khóa nhiễu tháp Kora Stupa, buổi chiều cùng ngày, các nhóm Phật tử đã cùng nhau thực hành tam bộ nhất bái trên vòng thức đại, đường vi nhiễu xanh dương Đại Bảo Tháp. Tam bộ nhất bái là pháp tu đặc biệt mà các Phật tử thực hành dành trọn thân khẩu ý thanh tịnh, ba bước một lần lễ dài trên đường vi nhiễu, cúng dường công đức, cầu nguyện bậc thầy trường thọ. Khi thực hành vi nhiễu bảo tháp và thượng sư tương ưng pháp, mỗi người tự thắp sáng lên trí tuệ của Đức Dược Sư Lưu Ly Quang nơi tự thân, đón nhận sự gia trì viên mãn, tâm nguyện, an vui, hạnh phúc giữa cuộc đời đầy biến động thăng trầm này. Lời giảng của Ni Sư trụ trì bảo tháp. Trong không khí đạo vị ngày vía Phật Dược Sư mùng 8 lịch Kim Cương Thừa, cũng là ngày chính lễ tôn sư trọng đạo 20 tháng 11, dưới sự hướng đạo của Ni Sư trụ trì Đại Bảo Tháp, toàn thể Pháp hội cùng thực hành nghi thức truyền vô tận đăng linh thiêng. Trong đạo Phật, truyền đăng không phải là truyền ngọn đèn, mà là truyền trí tuệ và sự giác ngộ từ bậc thầy đến đệ tử. Nghi thức này được thực hiện mang ý nghĩa như thời xưa, Đức Phật truyền tâm ấn cho Tổ Ca Diếp,
rồi trí tuệ giác ngộ này được trì giữ truyền thừa đến ngày nay từ các bậc thầy đến chúng đệ tử học trò để duy trì mạng mạch Phật Pháp. Toàn thể Pháp hội đồng trì tụng thời Kinh Dược Sư, nhất tâm cầu nguyện cha mẹ và bậc thầy trường thọ, cầu chúc những điều tốt đẹp nhất luôn ở bên các thầy cô giáo, những người không quản gian lao, hết mình chăm lo cho sự nghiệp chồng người cao cả.